Ít nhất 5 công nhân thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra ngày hôm qua tại một nhà máy sản xuất chất nổ ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận thông tin trên. Vụ nổ xảy ra tại nhà máy tên lửa và chất nổ MKE thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất và Máy móc Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở ngoại ô thủ đô Ankara. Thống đốc Ankara Vasip Sahin cho biết hiện không còn công nhân nào mắc kẹt trong nhà máy. Các cuộc điều tra tư pháp và hành chính đã được tiến hành nhằm điều tra vụ việc. Những thiệt hại khác chưa được công bố.